Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở sân kho báu. Hôm qua thì mình đã có một cái căn phòng dành riêng cho cái việc mình cất giáp rồi đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị... đi ra chỗ khác mấy con ma này. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm một cái khu vực nữa để chúng ta cất vũ khí ha. Mình đã setup sẵn rồi, mình dự định là sẽ cất những thanh kiếm mà mình mở ra được từ thế giới kho báu sẽ cất ở bên đây. Nhìn thì cũng có vẻ hơi nhỏ nhưng mà tạm thời là vậy đi ha. Đó, như vậy thì mình đã xong được một góc của cái bộ sưu tập kiếm rồi. Nhìn cũng... cây này bị trùng. Oh no. Vậy là vẫn có một vài cây bị trùng nha. Rồi, hy vọng là trong tương lai mình sẽ có thêm thật là nhiều những thanh kiếm mới. Có vẻ đẹp đẹp hơn và mạnh hơn á. Biết đâu có cây mạnh hơn cây kiếm thép đồng băng của mình thì sao. Chắc tại bây giờ mình chưa đủ may mắn để mở ra thôi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái chuyến đi, chủ yếu là để mình săn máu rồng, vì mình đang rất là cần máu rồng để mình luyện ra những cái thép rồng á. Mình đang muốn sở hữu một cái set giáp bằng thép rồng cơ. Nhưng mà không biết là nên săn rồng băng hay rồng lửa đây. Mình nghĩ là săn rồng lửa thì chắc sẽ dễ hơn. Rồng băng thì kiểu bị hiếm quá. Rồi, quyết định vậy nhá. Còn bây giờ thì lên đường thôi. Mình sẽ cưỡi rồng vào đi ha. Tranh thủ trời tối nè, rồng còn tỉnh táo mình mới đi được. Chứ đợi ban ngày cái rồng mình ngủ gà ngủ gật cái không có chiến đấu hộ mình đấy. Trên đường đi mình gặp được một cái ngôi làng nấm gì nè. Này thì ma heo cưỡi bò. Ma heo cưỡi bò nè. Đang hiếp bò hả? Nữa nè. Ma heo á. Ma heo cưỡi bò. Mình lên trình rồi bắn hơi bị chuẩn, không có bắn trúng bò đâu, yên tâm. Ui xời ơi, bắn như vậy thì sao mà đỡ được. Và cái bên cái chỗ bò nấm thì... chỗ Bích Linh thì còn có một con rồng nè. Con rồng này đi đâu? Một mình sẽ chiến đấu với nó. Này thì rồng nè. Lụm cục kẹo liền, rất là nhanh ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu lấy tiết con rồng này thôi. Để coi được bao nhiêu tiết canh rồng. Ui, được có 5 bình tiết canh rồng à. Cũng được đi. Nhưng mà đặc biệt hơn là cạnh cái tổ con rồng này còn có một ngôi làng của mấy cái nàng tiên trộm cắp nè. Trộm đồ mình đó. Chạy. Ui, có trộm gì của mình không vậy? Ui, cẩn thận nha. Gặp cái ngôi làng tiên như vậy thì đừng có dạ dột mà đi vào. Một hồi đi ra là còn cái nịt đấy. Bị trộm hết rồi. Ui, cái làng to chưa kìa. Ui, đi. Kiểm tra đồ đạc trước khi đi nha. Có vẻ là mình không mất gì. Ok, đi. Vậy thì được. Phía xa xa đằng này là một cái tổ rồng hay sao vậy? Chính xác rồi. Nhưng mà mình chưa thấy con rồng đâu hết. Ủa? Tổ rồng rồi. À không, con rồng nó ngủ kìa. Trời ơi, con rồng nó đang thui thù lùi à. Nó tẹp màu với cái màu tổ của nó luôn á. Mình thấu điểm muốn không thấy luôn. Này thì rồng. Bữa nay mình sẽ làm thợ săn rồng ha. Ui, nhưng mà thợ săn bị lắc máy rồi. Hay. Lắc máy mà cũng giết được rồng. Đúng là thợ săn thứ dữ. Rồi, bây giờ thì... Ôi, sao lọt xuống hang à? Bây giờ thì lên tiếp tục lấy tiết canh rồng ha. Để xem lần này thì mình sẽ được bao nhiêu tiết canh rồng đây. Hy vọng là nhiều hơn 5 nha. Ồ, vẫn là 5. Hình như mình có duyên với con số 5 này hay sao á. Đặc biệt hơn thì kế bên cái tổ rồng này nó còn có một cái nhà. Giống như là... Forgotten World. Cuộc chiến bị lãng quên hả? Cái nhà này giống như là kiểu như bị tàn phá từ chiến tranh ấy, kiểu vậy ha. Chuyện lạ có thiệt. Từ bé tới lớn lần đầu tiên mình gặp những con cá bạc 7 màu. Phải con cá bạc không vậy? Nhìn nó lúc nhúc như con cá bạc trong mấy cái stronghold vậy á. Yêu, thấy ghê. Phải cá bạc không? Rainbow Red. À không, đấy con chuột à. Ui, con chuột 7 màu chứ không phải là con cá bạc. Này thì chuột nè. Đây là tổ chuột à. Cái tổ của con chuột 7 màu. Là trời.
Đi cái lâu lâu mình còn gặp làng mạc nữa nè. Nhưng mà sao cạnh làng lại có cái nhà nhìn đặc biệt vậy? Cái nhà này có vẻ không giống của làng cho lắm. Ui, có ai vậy? Ủa, đó là ai mà mắt đỏ ngầu vậy ta? Cửa đâu? Cửa vào đâu? Đây đây, cửa đây. Ai vậy? Để mình coi tên coi. Warrior. Đây là một chiến binh. Ấy được. Chiến binh tính nóng vậy. Ôi, người này không muốn mình vô nhà, mình mở cửa là người ta sẽ đóng cửa nè. Ê, người ta ra quýnh mình. Đây là người sát. Đó là chiến binh người sát nhưng mà hơi cục tính một xíu thôi. Mình vô mình coi nhà mà quýnh mình quá trời. Ồ. Chắc hồi xưa là bảo vệ làng xong rồi kiểu tuổi già sức yếu qua đây nghỉ hưu hay sao rồi. Ờ. Mình đoán là vậy. Thật tình cờ tự nhiên mình thấy cái làng gớt cái chuông ra nên mình bỏ túi ha. Tại làng gớt cái chuông nên mình mới lụm á, chứ không phải là mình gì đâu. Ngoài ra thì trong làng còn... À hết rồi. Có cục waystone thì mình lụm cũng được ha. Hay là mình đánh dấu ta. Hiện tại thì mình chưa có dùng được waystone này. Sắp tới chắc mình nghĩ là... Mình phải để dành những ngôi sao kiến thức để mình mở cái waystone đó. Có gì mình dịch chuyển nó cũng sẽ tiện lợi hơn. Cạnh ngôi làng vừa rồi thì còn có một cái cây... Cây nấm khổng lồ nè. Nó giống như là một cái nhà nấm hơn ấy. Đẹp phết đấy. Ồ, cái này phải gần nhà mình trời. Cái này làm phòng trưng bày là hơi bị đẹp luôn. Tiếc vậy, sao công trình đẹp toàn ở xa nhà mình không. Ủa, mình nghe tiếng Reaper rớt mà ta. Ồ, trong đây. À, mấy thanh niên nha. Bitlin mà đội nón bò nấm nè. Là Bitlin nhưng mà tâm hồn là bò nấm nha. Ảo thật ấy. Nữa nè. Bắn cho gãy chân luôn. Xương nè. Reaper nè. Còn con nào nữa không? Ui, còn nó đu dây xuống. Ghê thế. Ồ, nó có vũ khí mới kìa. Một cái Frost Arrow. Ủa, đây là mũi tên hả? Một cái mũi tên sấm sét và một mũi tên đóng băng. Ê, được nha. Hay phết. Lên tiếp coi. Ủa, hết rồi. Hết tầng trên rồi. Như vậy thì nó cũng được một tí đồ đó. Mình có nên test thử cái mũi tên sấm sét không nhờ? Mình nghĩ là mình nên test thử mũi tên sấm sét coi. Coi có thật sự là nó bắn ra sấm sét hay không. Mình sẽ kiếm. À, đây. Có con để mình test luôn. Đây là nhà của cái tên Tương Đen. Nope. Có vẻ là mũi tên sấm sét không dùng chung được với cái cây cung Netherite của mình rồi. Ồ, khá là tiếc ha. Cái gì đây? Spider Queen. Nữ hoàng nhện hả? Really? Gần đây có nữ hoàng nhện. Ủa mà chuối. Ở đây chăng? Ồ, chắc vậy rồi. Ui, kìa, con nhện to đùng luôn. Nhện chà bá lửa. Ây da, nhện con. Lấy thêm mũi tên. Nhiều nhện, trong đây nhiều nhện cực. Này thì nhện nữ hoàng nè. Mình sẽ bắn nhện nữ hoàng. Đẻ, nhện nữ hoàng đang đẻ kìa. Nhưng mà sao mà đẻ kịp. Lụm cục kẹo nhện nữ hoàng luôn. Ồ, dễ sơi, mình có cái cung xịn cũng lợi ghê. Mình có thể tha hồ mà bắn nhện nữ hoàng ha. Lợi thế của cung mạnh đó. Ui, có đầu stiff nữa nè. Lụm luôn. Tịch thu. Rồi, và coi nữ hoàng nhện sẽ cho mình cái món đồ gì. Một cái bùa của nữ hoàng nhện. Cái này mình dùng được không? Ô, cái bùa này mình sẽ tạo ra được một con nhện con. Này là pet của mình hả? Đúng rồi, lính nhện nè. Úi, thôi xong rồi, mình lỡ đánh chúng mà. Hồi phục được không? Hồi phục. Rồi, hồi phục máu rồi nhá.
chu choa. Như vậy là mình sẽ sử dụng cái bùa đó để tạo ra những cái con nhện con á, chứ không có chức năng gì khác, quá là xịn. Ra là vậy. Còn phía xa xa đằng này là nhà của ai? Mình thấy cũng khá là đẹp này. Vô thử coi. Nhà này bị bỏ hoang rồi. Ôi, có giáp luôn. Có giường ngủ luôn. Wow. Bộ giáp linh hồn nè. Trời, tự nhiên có nguyên bộ giáp linh hồn luôn. Mặc vô thử chắc không sao đâu ha. Bộ giáp linh hồn nhìn cũng ngầu lắm ấy chứ. Phần nón nó giống như là phần mặt nạ luôn nè. Được nha. Còn đây là có cái gì đây? Người ta đang giết cái gì nè? Nhưng mà người này người ta giết bằng ính lịch cơ mà. Mình chịu á. Mình sẽ ghi thêm. Tôi không hiểu ính lịch bờ ly, viết bằng tiếng Việt giùm nha. Ok, trả lại cho người ta ha, để người ta rút kinh nghiệm. Cái này mình xin luôn. Rồi về có gì mình treo giáp lên chứ không gì hết. Lần này hình như là rồng. Ôi, nó vô làng nó ăn thịt dân làng. Ôi không, chết tiệt, khốn kiếp. Con rồng khốn kiếp này thì dám ăn thịt dân làng hả? Con rồi. Ủa, cái gì cuộc xâm lược vậy? Quay. Ủa, cuộc xâm lược gì? Mình không biết gì đâu à. Ôi. Hình như có hiểu lầm rồi, Mấy bác dân làng gắng sống tốt nha. Đi trước đây. Được. Hào hán. Ok. Thiệt luôn. Đi săn rồng lửa mà toàn gặp rồng sấm sét không, vậy là to rồi. Rồng đang bị mấy con heo rừng quýnh cả. Đúng rồi, quýnh á. Cố lên heo rừng. Để mình xem coi heo rừng có giết được rồng hay không nha. Đúng rồi, cố lên heo rừng. Xúc nó. Mình với heo rừng sẽ cùng phe ha. Ấy da, trời, nó giết heo rừng rồi. Trời ơi, heo rừng chiến đấu rất là dữ luôn, nhưng mà rất tiếc vẫn không thể đánh bại được cái con rồng sấm sét này. Rất tiếc cho heo rừng ha. Rồi, mình sẽ thay heo rừng lút xác con rồng này để trả thù. A few moments later. Lần trước á, mình luyện thép rồng còn dư 4 thép rồng. Hiện tại mình có 20 máu rồng nữa là vừa đủ để làm một bộ giáp rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình không còn rồng lửa. Giờ ví dụ mình đưa rồng sấm sét vô luyện giùm thì được không? Không được. Bắt buộc tụi mình phải ấp thêm trứng rồng lửa rồi. Trước mắt mình sẽ cho máu rồng vô đây trước đi. Sắt mình có không? Sắt mình có 5 nè. Cho vô thêm tạm đi ha. Rồi giờ thì vô trong nhà lấy trứng rồng rồi sau đó chúng ta sẽ ấp thôi. Mình nhớ là mình còn một trứng rồng lửa thì phải. Đúng, chính xác. Rồng Ngọc Lục Bảo ha. Ấp lẹ đây, còn luyện thép rồng rồi đi khám phá các thứ nha. Đây. Lộn tiệm. Đặt bên đây mới đúng. Rồi. Nướng trứng một xíu đi. Trong lúc này thì mình sẽ cho thêm sắt vào để đủ 20 sắt và 20 máu rồng. Công việc còn lại là chờ đợi trứng rồng nở ra thôi. Trong lúc chờ trứng rồng thì tại sao mình không vô đây? Để chúng ta làm những cái thức ăn cho rồng. Làm thật là nhiều luôn. Thường thì rồng sẽ cần có cỡ 50 phần ăn. Mình nghĩ 50 ngày tuổi là thích hợp để chúng ta dẫn đi khám phá rồi. Mình sẽ làm 50 phần ăn trước ha. Để một xíu cho rồng lửa ăn sơ sơ rồi chúng ta dẫn đi khám phá luôn. À mà quên nữa, mình sẽ học kỹ năng nha. Bây giờ mình đã tìm ra được kỹ năng mà thích hợp đối với phong cách chiến đấu của mình rồi. Đó chính là kỹ năng Glass Cannon này ha. Với kỹ năng này thì mình sẽ tăng một lượng lớn sát thương, nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ bị quýnh đau hơn. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng ok thôi, đánh đổi mà.
À, bình thường cấp 1 đúng không? Là mình sẽ tăng được 150% sức mạnh rồi. Trời ơi, hơi bị mạnh nha. Hợp lý, mình sẽ học kỹ năng này đi. Xong. Tiếp theo, mình sẽ nâng thêm một cái điểm sức mạnh nữa. Vậy là bây giờ mình đã sở hữu sức mạnh cấp độ 3 luôn. Này, sức mạnh cấp 3 này. Đánh là hơi bị thốn đi nha. Và còn 4 điểm kỹ năng, mình sẽ học thêm. Ôi, thiếu rồi. Phải chi 5 điểm thì hay quá ha. Nếu mà đủ 5 điểm thì chắc mình sẽ học thêm kỹ năng Fatal Strike này. Nó sẽ tăng cái đam chí mạng của mình lên nè. Cũng khá là hợp lý. Rồi, đó là kế hoạch nâng cấp kỹ năng sắp tới. Bây giờ có vẻ là mình đã mạnh hơn so với những ngày trước một tí rồi đó. Bây giờ thì chỉ cần lên đồ là đi quẩy được rồi. Rồng đã nở rồi. Yay. Bây giờ thì mình sẽ cho rồng ngồi yên trước đã. Ngồi yên đi cưng. Anh cho ăn nha. Wow. Mà giờ cái mình gặp rồng lửa, cái mình nhớ tới rồng lửa trước đây của mình quá à. Cũng từng có một khoảng thời gian mình chăm rồng lửa giống như vậy nè. Rồi, và bây giờ thì rồng đã đạt giai đoạn 3, đủ để chúng ta luyện thép rồng rồi ha. Chịu khó giúp anh luyện thép rồng đi nha. Rồi, chịu khó đi. Quá trình luyện thép rồng đang được diễn ra rồi nè. Quá tuyệt vời luôn. Và để thưởng cho rồng lửa thì mình sẽ làm một bộ giáp tặng rồng lửa ha. Rồi, lên đồ. Nón vàng nè, đuôi vàng, mình vàng và cổ vàng. Đấy, đó là lý do vì sao mình chọn giáp vàng thay cho giáp kim cương cho rồng là vậy. Rất là đẹp luôn. Và rồng của mình lại là rồng cái. Ồ, hình như mình có duyên với rồng cái hay sao á. Đợi hình mình toàn rồng cái thôi. Chuẩn bị nào. Thép rồng cuối cùng sắp được luyện rồi nè. Vậy là chúng ta sắp sở hữu thêm một set giáp mới để mang đi và khám phá rồi ha. Đây, xong rồi. Giờ thì cùng mình đi chế tạo thôi. À, trước tiên để mình cất rồng vô trong cái đã. Đầu tiên là một cái nón bằng thép rồng lửa. Úi giời ơi, nhìn thôi là thấy hơi bị đã rồi. Tiếp theo là một cái áo. Rồi đến một cái quần. Và cuối cùng là đôi ủng bằng thép rồng lửa. Xong, mình đã sở hữu full một cái set đồ rồi. Giờ thì chắc mình sẽ lên đồ luôn á. Mặc vô. Nón nè. Áo nè. Quần nè. Ủng nè. Quá là đẹp. Và để coi mình có nên cường hóa sơ qua không nhờ. Cường hóa thì chắc cũng ok đấy. Bảo vệ luôn. Còn có hô hấp nữa nè. Thuận lợi cho việc bơi lội luôn. Ồ, cái này bảo vệ 4 tiếp. Ai cha cha. Ồ, hôm nay mình cường hóa hơn vậy nhờ. Ok, mình sẽ lấy cái ổn bảo vệ 4 nha. Cái dòng bảo vệ khỏi lửa này mình nghĩ cũng sẽ khá là cần đấy. Tại vì bây giờ mình chưa có kháng lửa. Ok, lấy luôn. Ui, còn có gai nữa, không tốt tí nào. Thôi kệ. Tạm thời có 2 dòng bảo vệ 4 và có 1 bảo vệ khỏi lửa là cũng tương đối ổn áp rồi đó. Chắc bây giờ thì không chần chờ gì nữa. Mình sẽ lấy cái siêu mà chúng ta có được kết hợp với một viên đá kho báu để chuẩn bị cho chuyến đi săn kho báu ngày hôm nay thôi. Nó sẽ khá là khó đây. Vì lần này mình phải đương đầu với một boss tên là Captain. Nghe tên là cũng có vẻ căng thẳng á. Rồi, ghép vô trước ha. Đây. Kích hoạt lên. Và chúng ta sẽ bước vào ha. Hy vọng lần này chúng ta sẽ hoàn thành tốt thử thách này. Rồi. Và chúng ta sẽ bị gì đây? Bị bẫy. Nhưng mà được hồi phục và bị xui. Ôi dồi ôi. Nhưng mà nhiệm vụ bây giờ của mình vẫn là phải tìm những cái phiến đá cổ để có thể triệu hồi được boss ha. Nó cũng tương tự so với những cái thử thách thường ngày thôi. Khác ở một chỗ là boss lần này có tên tuổi đàng hoàng nên sẽ khá là căng đấy chứ. Rồi, mình sẽ tranh thủ loot thêm vài cái rương nữa trước khi đi qua những căn phòng tiếp theo. Và bây giờ các bạn cũng có thể thấy sau khi mình nâng cấp sức mạnh lên á, một nhát chém của mình bây giờ nó gây tới 100+ sát thương nè. Đỉnh thiệt. Công mình nâng cấp sức mạnh tốn cả đống điểm kỹ năng đấy. Wow. Nhát chém cực mạnh. Này thì đỡ hộ đi. Quá tốt luôn. Ủa nhưng mà sao nãy giờ đi mình gặp khá là ít rương nhờ. Ồ lạ thiệt á. Phòng thì nhiều nhưng mà rương thì ít nha. Ủa gì đây.
Ủa nhưng mà có gì đó sai sai, sao bây giờ mình còn ít máu thế nhờ? Ừ bây giờ mình mới để ý sao mình còn có chút xíu trái tim ấy. À tại cái... Rồi mình biết rồi, tại cái quần. Cái quần... Oh. Không được không được, mình phải bổ sung thêm mấy trái táo để mình tăng một ít trái tim hấp thụ mới được. Như vậy thì không ổn tí nào. Ôi dồi, căng rồi. Giờ mình có 2, 4, 6, có 6 trái tim thiệt thôi. Nên cũng khá là áp lực khi mà đi khám phá. Nhưng mà có vẻ cái dòng Reclet đó nó cũng sẽ tăng sát thương cho mình á. Nên cũng... Ok, thử coi. Ví dụ nha, bây giờ mình gỡ cái ổn ra thì... Ồ, gỡ cái quần ra thì mình còn có thể one shot được những con zombie không? Ồ, mình vẫn one shot được nè. Ồ... Mình vẫn one shot được khi mà không có cái quần nha. Giờ sao ta, chẳng lẽ bây giờ không mặc quần quánh nhau luôn nhờ? Nani? Giáp nó sẽ khá là yếu đây. Nên hay không nhờ? Ok, tạm thời mình cứ để cái quần ở bên ngoài đi. Chứ mặc vô nó giảm còn có vài trái tim, hơi rén. Tiếp theo là cái rương 16 linh hồn. À cái rương này dễ nè. Tranh thủ nha. Rồi, vậy là chúng ta có thể mở rương. Và rương lần này cho tiếp tục là sao nè đờ và thêm được 2 cái totem ha. Chuyên gia thứ hai. Sao cái này có 4 phiến thôi mà tìm lâu thế nhờ. Ui, mở nhầm cái rương nó ra cả đống quái rồi. Không được, phải bật kỹ năng rampage của mình lên thôi. Bật cái này để tăng thêm đam nữa. Bình thường là mình đã tăng được 150 đam đúng không? Ủa, bây giờ bật cái rampage lên nó sẽ tăng thêm 150% nữa. Là tổng cộng mình tăng lên tới 300% sức mạnh. Trời ơi, tới số con boss bữa nay rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ xuống đây để mình kiểm tra thôi. Căn phòng này sẽ như thế nào? Hên đây là xui. Ồ, oh, đây là căn phòng hên. Nó cho rất là nhiều khoáng sản của... để mình có thể đào về luôn. Nhưng mà có một vài loại quặng mình vẫn chưa có thể đào được nhờ. Hay là mình phải học thêm một cái kỹ năng nào đó thì mình mới có thể đào được ta. Mình thấy lâu lâu nó có những cái quặng rất là lạ luôn. Ây da. Đào thì nó mất tiêu. Nó chỉ ra kinh nghiệm thôi à, nên cũng khá là tiếc. Ủa, nó còn có cánh cửa kìa. Ồ, oh, nó còn có cánh cửa dẫn tới căn phòng bí mật. Cánh cửa phân soi. Hình như mình không... Ồ, mình không có chìa khóa rồi. Hơi tiếc ha. Đây, phiên ra thứ 3 rồi. Cố lên, một phiên cuối cùng nữa thôi. Chúng ta còn 9 phút để tìm nó. Đây rồi, mình tìm thấy rồi. Phiến đá cuối cùng nằm ở căn phòng cánh gần gỗ vân sam. Dạ. Để mình lục coi còn cái rương nào trên này không. Tranh thủ loot nó trước khi chúng ta xúc con boss. Một cái rương 18 trái tim. Ok, đổi luôn nha. Đổi lẹ rồi chúng ta còn mở rương. Ồ, còn đánh boss nè. Lấy thêm thuốc. Thời gian có hạn. Rồi xong. Giờ thì... Ui. Ok, cũng được. Cho thêm một cái totem. Còn bây giờ thì chúng ta sẵn sàng cho việc đánh boss thôi. Hơi căng á nha, hơi áp lực á. Chắc lần này mình sẽ ưu tiên đưa rồng ra quá. Ồ, được. Mình sẽ đưa 2 rồng của mình ra luôn. Rồng lửa nè. Rồng sấm sét nè. Rồi nha. Kỹ năng chuẩn bị sẵn. Chút mình sẽ ăn thêm trái táo nữa. Rồi, kích hoạt. Kêu rồng ra. Vô. Ui, mạnh vậy. Oh no. Mình phải đánh tiếp rồng mình. What the heck. Ui, thanh niên này mạnh lắm. Không ổn ơi. Anh niên này cực kỳ mạnh luôn. Ây da. Này thì boss nè. Ui da, sao thanh niên đó khỏe vậy. Mang cái táo vô mình quấn tiếp. Vô. Nửa cây máu thôi. Cố lên, chúng ta có thể làm được. Này thì buff file. Captain buff file hả. Vô.
Vô. Xong cái hộp ít nè. Vô. Rộng đâu rồi? Chúng ta đã chiến thắng rồi. Yes. Trận chiến với cấp tầm hơi khó một xíu, nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua một cách an toàn á. Mà phải công nhận là cái boss cấp tầm lần nãy mình đánh á, cực kỳ mạnh ha. Chút xíu nữa là mình đi rồi, hên là mình cạp vô trái táo vàng cường hóa ơi. Cái cầm cự được một lúc và chiến thắng luôn. Hên thiệt sự. Và rune boss lần này sẽ cho mình một cái... Ồ, một cái tượng của boss luôn nè. Ôi. Wow, thì ra cái tượng boss nhìn đẹp như vậy sao? Nhưng mà mình thôi, mình sẽ đổi thành tên mình đi. Được không? Ồ, được luôn nè. Cái này nhìn nó khá là lạ ha. Hợp lý, mình sẽ đặt ở đâu nhìn cho đẹp đẹp tí ta? Đặt ngay đây đi. Đồ nó sẽ tự động cho vô cái rương ở dưới luôn. Cũng khá là ok. À, thì ra đánh boss xong là mình sẽ có những cái tượng đặc biệt giống như vậy ha. Ra là vậy. Như vậy thì chúng ta đã thành công chinh phục thêm được một cái siêu nữa rồi. Quá là dữ luôn. Trong rương thì nó còn cho mình thêm một cái rương kho báu xịn nè. Chưa, để mình dọn đồ bớt cái đã. Kho đồ mình nó hơi bừa á. Mình dọn bớt mấy thứ linh tinh đi. Số vô hạn, what the heck? Really? What the heck? Số nước vô hạn nè. Đỉnh nha. Mình có thể thoải mái đặt số nước ra mà không sợ hết luôn. Ui. Được. Hàng xịn. À mà sao trận chiến vừa rồi thì không biết rồng của mình mất bao nhiêu máu nhờ. Mình thấy rồng mình cũng bị trọng thương các thứ á. Chắc mất nhiều máu lắm đây. Đi đâu vậy? Đứng yên. Ui, rồng mình còn có 50 mấy máu thôi à. Wow. Là đủ hiểu con boss nó mạnh đến mức nào rồi. Mình sẽ cho rồng mình ngồi yên để mình chữa thương cái đã. Ngồi yên đi. Trời ơi. Rồi, hồi phục đầy máu nè. Cho rồng vô trong ngủ nha. Tiếp theo là rồng sấm sét. Rồng sấm sét thì mình đưa ra có một tí thôi là mình thu hồi rồi. Tại vì lúc đó là ban ngày hay sao ấy, rồng sấm sét ngủ nướng nên không có chiến đấu được. Ồ, rồng sấm sét cũng bị quýnh quá trời nè. Rồi, chữa thương lại cái á. Xong, vậy là công việc chữa thương cho rồng mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ thì chắc tới công đoạn chúng ta mở rương. À không, mở giáp các thứ nè. Tại vì rương thì mình đang để dành. Sẽ có một ngày nào đó mình được nhiều nhiều rương đi, cái mình mở cùng một lúc. Nhiều khi lúc đó nó lại ra nhiều đồ tốt á. Hồi nãy mình chiến đấu hình không có mặc quần á nên cũng hơi thiệt thòi ha. Giờ tranh thủ mình sẽ mở cái quần trước, hy vọng là ra cho mình một cái quần xịn xịn một tí. Cái quần gì đây? Đừng nói là trùng nữa nha. Lần này là một cái quần trắng tinh luôn. Còn bây giờ tới mở cái áo nè. Quan trọng nhất vẫn là cái áo. Ủa? Cái áo gì đây? Cái áo này có vẻ mới này. Áo này nó chung với set giáp hay sao? Ủa, chung với cái nón hay sao nè? Nhìn nó cứ bị hợp ấy. Có vẻ cái nón với cái áo này là chung một set rồi. Yes. Trời ơi, nhìn nó ngầu chứ kìa. Và trước khi đi săn kho báu tiếp theo thì mình sẽ kiếm một cái totem mới. Lần trước thì đây mình còn một cái totem kiểu chất lượng Omega nữa. Mà chưa biết nó là cái cộng thêm cái gì thôi. Mình sẽ run thử ha, coi nó sẽ cho mình cái gì. Cho mình thêm parry. Cũng ok đó. Chắc mình sẽ nâng cấp nó lên một xíu ha. Mình sẽ cần những cái Utat Crystal rồi. Mình sẽ làm thêm vài cái. Cái này nó mấy cấp ta? 1, 2, 3, 6 cấp. Nó có 6 cấp ha. Không biết là mình còn Utat Crystal không. Đây, mình còn đúng một viên luôn. Rồi, giờ thì chỉ cần ghép vô cái totem để cho nó lên cấp. Và nó cho mình miễn nhiễm với độc nè. Miễn nhiễm với Wither nè. Còn miễn nhiễm với đào chậm luôn. Ý, vậy cũng tốt ấy chứ. Cộng thêm được một trái tim luôn. Ok, chắc mình sẽ dùng cái totem này để thay thế cho cái totem cũ ha. Rồi, quyết định vậy đi. Giờ thì xách thêm một cái viên pha lê kho báu và chúng ta sẽ đi săn tiếp thôi.
Bây giờ thì mình sẽ học thêm cái kỹ năng Fatal Strike để tăng cái sát thương chí mạng của mình lên ha. Và đồng thời mình sẽ nâng cái nhánh Fatal Strike Damage. Cái này thì... cái này phải cần thêm 7 điểm kỹ năng nữa. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa. Let's go. Cánh cổng lần này thì cho mình không có rừng 7 nè, giảm độ khó nè, tăng sức mạnh nữa. Bây giờ là mình có sức mạnh cấp độ 4 luôn. Trời, quá ghê gớm. Đây rồi. Ui, lần này nó giấu khối kim cương luôn à. Được quá ta. Cái xô đâu, cái xô nước vô hạn của mình đâu. Thời khắc để chúng ta sử dụng nó đây rồi. Tiện thiệt á. Cứ đổ ra thôi. Mình sẽ lấy thêm một cái ngọc Ender kết hợp với một cái que. Ủa, cái bột chứ. Để chúng ta tạo thành mắt của Ender và kích hoạt cái rương lên. Đây rồi. Lướt thôi nào. Trời đất ơi, đồ nó bay khắp người mình luôn kìa. Chuyện này giàu xỉu. Úi dồi ôi, đồ kìa. Úi. Quá trời quá đất luôn. Để xem rương lần này chúng ta sẽ có được những cái món đồ gì nha. Mong là sẽ có giáp xịn. Ba mảnh giáp. Chúng mảnh rồi. Ba mảnh giáp, hai mảnh nón nè, một mảnh quần và một mảnh ổng á. Không ngờ cái rừng thử thách lúc này. Và thêm một cái siêu nữa. Lần này cho mình siêu có tên là Executioner. Ủa, cái này nghe quen ấy nhờ. Siêu này nghe quen lắm. Rồi, mấy món đồ khác thì cũng tương đối đi ha. Và sau khá là nhiều chiến khám phá thì mình có được tương đối nhiều những cái rune giống như vậy ha. Ở đây thì nhiều nhất vẫn là Rainbow Rune nè. Cái này thì nó có công dụng là biến bộ giáp của mình thành một bộ giáp nó có nhiều màu sắc hơn. Mình sẽ ví dụ trên cái bộ giáp rồng của mình luôn. Đây, mình sẽ ghép vào. Nó. Bây giờ cái nón rồng của mình đã thành cái nón rồng 7 màu rồi. Mình đợi vô thử nha. Này. Đó, nó đang lấp lánh 7 màu kìa. Chuyển màu liên tục á. Rồi, như vậy thì chúng ta đã chính thức sở hữu được một bộ giáp thép rồng lửa cầu vồng á. Hơi bị nổi luôn á nha. Cái này mà đi vô đám đông là hơi bị nổi luôn. Và tóm lại trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành cái thử thách tiêu diệt boss cực mạnh có tên là Buffy gì đó, quên mất rồi. Nhưng mà nói chung boss đó rất là căng á. Và sắp tới mình lại tiếp nhận thêm một cái thử thách mới nữa nè. Vẫn là kill the boss nhưng mà boss lần này mình chưa biết là boss gì cơ. Thế nên để chuẩn bị cho trận chiến với boss sắp tới thì chắc mình phải tìm cách để tăng tiến sức mạnh nữa. Hôm nay thì mình cũng đã mạnh lên khá là nhiều rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chiến phiêu lưu kế tiếp và đánh bại những con boss tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.